Xin mời các bạn đến với thánh địa Gò Sòi. Đây là kèo chế rất hấp dẫn nha các bạn. Của các cầu thủ hiện tại bây giờ rất nổi cồn, nổi đình, nổi đám tùm lum tới lai các bạn. Đây, chiếc màn hình ống kính của Lâm là cọp Hoàng Duy Nha Trang. Phụ cho Hoàng Duy là chung tay trái Bình Định. Còn cặp bên kia là của Nhân Đầu Vàng đến từ Châu Phú An Giang và Tài Nhỏ đến từ Sóc Trăng Bánh Bía Bún Nước Lèo. Kèo là Kỳ Đội các bạn. Còn tôi là Bình Định Viên Tàu Lâu, chào biết đâu Trần Hoàng Lâm Ba Lô Tô Ly. Ok man, vô hàng. Quá hay. Tài Nhỏ lúc này thật sự đầu dò rất lên các bạn, rất khó chịu các bạn. Hai bốn. Hoàng Di lại khóa. Ba bốn. Hiện tại bây giờ đang vô hàng quá bạn. Kèo này hơi nặng đô, nặng ký nha các bạn. Mặc dù trời mưa vừa xong nha các bạn, nhưng thật sự rất máu lửa cho cặp đấu này các bạn ơi. Ba bốn. Có em. Có cây. Có đều mà. Mới bốn đều nhưng khóc đi trời. Con đấy bắn nào quen. Chanh. Bốn đều. Rồi em để tao quýt. Mẹ trong tao thấy mà. Tôi chưa chấp cái ngực hả? Không biết điều gì đang xảy ra, đang lu sơ bu nha các bạn. 5-4 nghiêng qua Tài Nhỏ. Đập đều. Chung ra đây Chung ơi. Năm đều. Mặc dù trời đang mưa lâm râm nha các bạn, nhưng nhiệt độ trận đấu rất cát các bạn, rất kịch tính nóng nha các bạn. Tài Nhỏ vừa tự sát tại bãi cát. Nè Chung, đừng có la nó giật mình kệ. Chung để nó thủ tự nhiên đi, đừng có la giật mình. Để thủ tự nhiên như mấy là em thấy nó cũng nhỏ thì em la nhỏ thôi chứ. 6 năm. Nó bắt bài được, mày la trước cái vậy à. Thôi vậy quấn đi. Với lại banh đẹp im để cho nó quấn nổ cái la nổ cái nó quấn được bậy liền. Sân banh bây giờ Gò Sòi tất cả các khán giả đang rất máu lửa. Nhưng mà phải đem cái máy gà mền theo các bạn ơi. Quá hay cho Nhân Nhỏ Đầu Vàng, quả bóng vừa rồi. Một pha bóng đẳng cấp của Hoàng Di cọp Gò Sòi gốc Nha Trang. Tỷ số hiện tại giờ là 7-5. Một pha bóng bỏ lỗ đường số 2 của Tài Nhỏ quá ác. 6-7. Sân đang trơn trợt nha các bạn. Chế đậu thua chín. Chế đậu thua tốt rồi. Sao bắt lại với ai không về mà bắt lại với ai. Một pha chấm bóng nhỏ quá hay của Tài Nhỏ. 7 đều. Cái giò dễ đúng hơn Chung ơi. Bỏ đi, để lại đi. Bữa thủ sai thủ y chang vậy nè.
Trận đấu đang rất nóng kịch tính từ bên trong và bên ngoài nha các bạn. Đang 7 năm gói á, đồng điểm 7 coi chơi trời. Đang 7 năm gói á Đạt. Có không? Có. Đá nha. Quá hay cho pha bóng này các bạn ơi. Tài nhỏ thật sự lên lưới rất cảm giác. Một pha bóng đường y của Hoàng Duy. Nhân đầu vàng, bỏ bóng, bóng trong. 8-7 nghiêng về Hoàng Duy, đổi sân. Đi xem màn hình ống kính của anh em là nhân đầu vàng đến từ châu Phú An Giang và tài nhỏ bánh bích trăng muốn mới làm. Ủa kèo này tài nhỏ chấp cái ngực không? Ghê vậy. Xin lỗi các bạn, kèo này tài nhỏ chấp cái ngực Di Hoàng Di các bạn, quá ghê các bạn ơi. Mà thật sự tài nhỏ có bao giờ sử dụng cái ngực đâu các bạn ơi, quá hay. Mưa rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời cho tài nhỏ pha bóng vừa rồi. Mưa rồi các bạn ơi. Nhớ cái vụ này, vụ mấy anh tên đi câu cá mà ta. Cái vụ này có lệnh hồi sung tặng cho Lâm. Một quả chấm nhỏ số 2 quá tuyệt vời của tài nhỏ. Ăn chưa? 9-8 nghiêng về cho tài nhỏ và nhân đồ bạc. Và bóng rồi lỗ quá hay của tài nhỏ. Quá hay. Yeah, yeah. Một đợt, một 18. Đổi sân 8-7. Tài nhỏ thắng 3 quả liên tiếp các bạn ơi. Tại bây giờ là 18 giờ nha các bạn. Nhiệt độ rất mát mẻ, đẹp. Một pha bóng ngoài. Quá hay cho pha bóng rồi của tài nhỏ. Một pha tự sát tại nắm lắc của tài nhỏ. 9-11. Thank you.
9-11. Một pha chồng đầu của Hoàng Duy quá đẳng cấp cho trái banh vừa rồi các bạn ơi. 10-11. Ok. Đúng rồi. Thấy không? Quá hay cho pha bóng vừa rồi của tài nhỏ và Trung Bình Định. Ok. Tài nhỏ vừa tự sát tài ném lắc liên tiếp khai quả. 11 đều. Tạnh mưa rồi các bạn ơi. Hết mưa rồi nha. Một pha bỏ lỗ nhỏ quá hay của tài nhỏ. 12-11. Nhiều lắm luôn. Sao bóng được. 21. Quá hay cho pha nỗ lực cứu bóng của Hoàng Duy và Trung. Quá hay. Một pha bóng đẳng cấp của tài nhỏ và Trung cố gắng nỗ lực không thành công. Mười ba, mười một. Rất đáng tiếc cho pha cứu bóng rồi của nhân đầu vàng. Thật sự rất khó khăn cho quả bóng vừa rồi. 12-13. Một pha bóng quá đẳng cấp của Hoàng Duy. 13 đều. Thật sự pha bóng rồi quá đẳng cấp của Hoàng Duy. 13 đều. Rất hấp dẫn gây cấn nha các bạn. Đang điểm cuối nha các bạn. Quá hay cho pha bóng vừa rồi của Hoàng Duy. Những cái móng chân khó chịu. Quá kịch tính hấp dẫn các bạn ơi. Tài nhỏ vừa tự sát tại Nam Lạc. 14-13 nghe về cho Hoàng Duy. Thật sự pha bóng rồi quá đẳng cấp của Hoàng Duy. 4 cái giò vừa qua xong. Quá ghê. Còn đây là những khán giả đang hồi hộp và nín thở cho set banh này các bạn. Đây là những cái hàng sáo sợ chết dằn bạc tùm lum ta la. Mười bốn, mười ba. Thật sự không biết điều gì xảy ra. Thường thường 14 trước là đá 1 bằng 2. Mà bây giờ đá 8 là sao? Không hiểu điều gì xảy ra. Ra cái map. 14-13. Kết thúc chương trình.
Xin chúc mừng cho Hoàng Di và Trung có chiến thắng 15-13 nghẹt thở kịch tính trước Tài Nhỏ và Đăng Giao Vàng. Thật sự cái kèo quá hấp dẫn, quá kịch tính các bạn ơi. Mấy tiếng này các bạn xem bóng tay đập đùng đã các bạn ơi. Bữa nay mình quay qua lại kèo chế các cầu thủ này rất hấp dẫn các bạn, rất nóng, rất đẳng cấp, đủ các thứ các bạn. Chúc các bạn những buổi chiều xem bóng những kèo chế hấp dẫn vui vẻ nha. Ok bên thế kêu các bạn luôn đồng hành cùng kênh Lâm Bồ Đồ Giò, nhớ share và like và share. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.